Arahato Sammasambuddhassa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bướng bề nặng gánh đoa toan. Ít khi tâm trí rảnh ràng, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỷ nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo rành Như Lai. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh đại đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa cao khắp của kinh số 235. Chư pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, và con kính dâng mít đến sư ạ. Sa thú lành thai kính tri ân cô tu nữ Như Pháp. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ Tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức, cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào bà con Phật tử. Kính tri ân quý vị đã cho biết là âm thanh nghe rõ. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Pháp Cú với đề tài là câu kệ Pháp Cú số 235. Ở trong đề tài này chúng ta sẽ học 3 phần. Đầu tiên chúng ta sẽ học về ý nghĩa từ vựng. Thứ hai chúng ta học về duyên sự, và thứ ba là chúng ta học về ý nghĩa của câu kệ. Trước khi bước vào học bài học này, chúng tôi xin được đọc qua cái câu kệ này 2 lần. Câu kệ Pháp Cú hôm nay chúng ta học là câu kệ số 235, có 4 đoạn. Một, hai, ba, bốn, đúng rồi, 4 đoạn. Đoạn thứ nhất: Panrupa la so vadanisi. Panrupa la so vadanisi. Đoạn thứ hai: Yamapurisa picha tăng upatthita chape, chứ không phải là chắc tăng nha, xin thưa quý vị. Cha tăng ở đây là chỉ định đại danh từ ha. Tá chia theo đối cấp thì nó không có đúng. Đây phải là T ha, nhân xưng đại danh từ ngôi thứ hai, chỉ cho cái ông lão thì mới đúng. Yamapurisa pichate upatthita. Dạ đúng rồi. Yamapurisa pichate upatthita. Đoạn thứ ba: Uyoga mukhe chatithasi. Uyoga mukhe chatithasi. Đoạn thứ tư: Pa thay yam pichate nawichati. Pa thay yam pichate nawichati. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy có 2 từ. Từ đầu tiên, pa du pa la so wa, đây là một hợp từ chúng ta tách ra.
Pandu cộng với là Palaso cộng với là Ý Quá. Pandu, đây là một cái tính từ có nghĩa đó là khô héo, tàn úa. Rồi Palaso là Palasa chia theo chủ cách số ít. Palasa có nghĩa là chiếc lá. Vậy thì Pandu Palasa là chiếc lá vàng hay là chiếc lá úa. Rồi Ý Quá là con, đây là một cái từ so sánh giống như, ví như. Từ tiếp theo Danisi, đây cũng là một hợp từ chúng ta tách ra Dani cộng với là Asi. Thì Dani đó, ở đây nó đồng nghĩa với cái từ là Ý Dani. Ý Dani là một trạng từ, giống như tiếng Anh đó là now hay là right now, bây giờ, lúc này. Rồi còn Asi đó ha, đây là cái động từ to be mà chia theo ngôi thứ hai số ít. Ngôi thứ hai số ít trong tiếng Anh ha, thưa quý vị. Đó, mình theo tiếng Anh gọi là ngôi thứ hai số ít là you, bạn. Isi đây, đây là anh là, cô là, chú là, bạn là. Cũng có thể dịch là ngươi là. Rồi đoạn thứ hai của câu kệ. Đoạn thứ hai của câu kệ chúng ta thấy có bốn từ. Từ đầu tiên Yamapurisati, đây là một hợp từ chúng ta tách ra Yama cộng với là Purisa cộng với là Ti. Yama là diêm vương. Rồi Purisa ha, Purisa, Purisa. Purisa mà chia theo chủ cách số nhiều, thành ra nó có cái thứ hình thức là A. Purisa dịch là người ha. Thì ở đây chúng ta hiểu nguyên cả cái cụm từ là Yamapurisa đó, là thiên sứ hay là thần chết. Rồi chữ Pi, đây là một bất biến từ có nghĩa là cũng. Từ tiếp theo Chá, liên từ và. Từ thứ ba T, đây là nhân xưng đại danh từ ha. Âm H mà chia theo cách thứ tư. Xin lỗi quý vị, Tum H ha, Tum H mà chia theo cách thứ tư số ít. Cách này nó có nhiều từ lắm. Thí dụ như là toa nè, tên. Thì nếu mà cách thứ tư đó là mình dịch là đối với bạn hay là đối với ngươi hay là đối với cô. Ngôi thứ hai số ít vậy. Từ cuối cùng Upatthita là Upatthati ha. Đây là quá khứ phân từ của cái động từ Upatthati. Upatthita Upatthita là Upatthita ha, mà chia theo chủ cách số nhiều. Upatthita đó có nghĩa là chờ đợi hay là trông chờ. Chờ đợi hay trông chờ. Sự chờ đợi hay sự trông chờ. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy có ba từ. Từ đầu tiên Uyogamukhe, đây là một hợp từ chúng ta tách ra Uyoga cộng với là Mukha, Mukhe ha. Mukha ha, Mukhe là chia theo cách thứ bảy số ít, thành ra nó có cái hình thức là E. Uyoga
Uyoga ha, có nghĩa là sự sụp đổ hay sự diệt vong. Và sự sụp đổ hay sự diệt vong đây mình hiểu là sự chết. Chết, diệt vong là chết. Còn mukha, mukha có nghĩa là cái mặt hay là ngưỡng cửa hay là cái cửa nha. Vậy thì mình hiểu cái nghĩa của cái hợp từ này đó, Uyogamukhe là trước ngưỡng cửa chết. Chá liên từ và chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi. Từ cuối cùng tithati là tithati, cái động từ tithati mà chia theo ngôi thứ hai số ít, thành ra nó có cái hình thức là si. Quý vị mà có học động từ chia ở thì hiện tại đó, theo ba ngôi đó là tí, theo ba ngôi số ít số nhiều đó là tí, an tí, si, tha, mi, ma. Tức tha tí có nghĩa là đứng. Mà hiện tại thì mình dịch là đang đứng. Rồi đến câu cuối, đoạn cuối cùng. Đoạn cuối cùng có năm từ. Từ đầu tiên pa thay dâm pí, đây là một hợp từ chúng ta tách ra pa thay dâm cộng với là pí. Pa thay dâm là pa thay giá. Đây là một danh từ trung tính chia theo chủ cách số ít. Thành ra có hình thức là ăn. Pa thay giá có nghĩa là tương đương hay là cái vật mình mang theo khi đi đường. Rồi mình dịch gọn là tương đương. Khi mà mình đi đi đâu đó, cái vật mà mình mang theo đó, thì thông thường người đời mình đó, mình có tiền là mình muốn đi đâu cũng được hết, thì xem như đó tương lương ở đây đó, mình hiểu cho nó gọn gọn tí đó là tiền. Chữ pí đây là một bất biến từ có nghĩa là cũng. Chữ tiếp theo chá liên từ có nghĩa và. Từ tiếp theo t là nhân xưng đại danh từ ngôi thứ hai số ít, chúng ta đã lấy nghĩa trên rồi là đối với ngươi. Cái chữ T này đó, cách chia cách thứ tư cũng được, xin thưa quý vị, mà cách thứ sáu cũng được. Cách thứ tư với thứ sáu giống nhau. Thì thành ra ở trong cái trường hợp của cái câu 4 này nè, mình dịch theo nghĩa thứ tư hay là thứ sáu đều được cả. Rồi từ tiếp theo ná là một phủ định từ có nghĩa không. Từ cuối cùng quýt chát tí, đây là động từ chia theo ngôi thứ ba số ít, tức là ba thay dâm đó, là chủ từ. Thì cái động từ đó chia theo pa thay dâm quýt chá tí nghĩa là tồn tại hay là có. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi nè. Đà ní ha, giờ đây hay là bây giờ. Ici ha, xin lỗi, asi là cái động từ to be á, chia theo ngôi thứ hai số ít á, thành ra mình dịch là ngươi. Giờ đây ngươi ha, ít quá giống như pandu palaso, chiếc lá vàng úa. Chiếc lá vàng úa. Tới đoạn thứ hai, chá và ha. Yamapurisa, các kêu là các sứ giả thần chết hoặc là các thần chết ha. Các thần chết nè. Pi cũng Upatthita đã ha, chờ sẵn tê người, đối với người. Các cái thần chết nè đã chờ đợi ngươi sẵn hay là chờ đợi ngươi. Rồi tới đoạn thứ ba. Chá và tích thá sĩ, ngươi đang đứng
Uy vô gam múc khê, trước ngưỡng cửa chết. À, trước ngưỡng cửa chết. À, đến đoạn thứ tư. Pa thay dâm pi ha, là tư lương cũng na không. À, xin lỗi chữ và chứ ha. Chá và pa thay dâm tư lương pi cũng na không mất chất tí có t đối với người. Còn nếu mà chữ t này mình dịch là thứ cách thứ sáu đó ha, thì là mình dịch là t pa thay dâm là tư lương của người đó, và tư lương của người cũng không có. À, mình dịch cách thứ tư hay là thứ sáu gì cũng được hết đấy, xin thưa quý vị. À, thì đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 235. Kính tri ân cô tu nữ Như Pháp đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 235. À, tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức, xin được kính mời quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhavā buddhaṃ phakkhavantaṃ abhivādemi Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassāmi Suppatippanno Bhagavato Sāvaka Saṅkho Saṅkhaṃ Namāmi Namaturatanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo. Một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể bà con chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại Râm Pháp Cú Kinh. Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, bài học hôm nay chúng ta học là câu kệ Pháp Cú số 235. À, câu kệ này cùng với ba câu kệ khác nữa là câu kệ Pháp Cú số 236, 237, 238. Bốn câu kệ này nằm trong phẩm Ma La Quát Cá, có cùng một duyên sự. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chê Tấu Á Ná, đề cập đến con trai của một người mổ bò, mổ bò để bán ở Độ Nhật. Đó mà quý Ngài nói đó là con của ông hàng bò. Đó là vào thời kỳ Đức Phật còn tại tiền đó, ở thành Sau Thi có một cái ông, một gia đình nọ làm cái nghề đó là giết bò để mà bán, rồi lấy thịt ăn, rồi là lấy cái lợi nhuận đó để mưu sinh cho gia đình. Thì vì do cái sở hành đó là giết bò riết vậy, cái đến lúc mà gần già già đó, ông này ổng mới bị trổ cái quả, thành ra đó là ổng đau khổ rống lên giống như con bò vậy. Thì bà vợ thấy cái hình ảnh ổng vậy sợ, cho nên nó mới nói với con trai đó, con ơi, cái cảnh tượng này nó khủng khiếp quá ha, cho nên đó là tốt hơn con không có nên nối nghề của cha, mà con hãy trốn đi đến một cái xứ khác, kiếm một cái nghề vậy đó đàng hoàng học để nên thân đi. Người con thấy vậy cũng hãi hùng, cho nên đó trốn đi xứ xa để mà học nghề. Thì trốn lên đến một cái xứ xa đó, thì người con đó rồi cũng có vợ, rồi cũng có con.
Và những cái người con, bây giờ gọi là những người cháu ha, những người cháu này nè, lớn lên á, thì họ lại quay về ở thành Sa-quất-thi để mà sinh sống. Và tất cả chúng ta đều biết ở thành Sa-quất-thi đó, thì ở trong chú giải nói đó là đến 70% dân số đó là thánh đệ tử của Phật, là người theo Phật giáo. Do đó đó là những người cháu này nè cũng hiểu biết về Phật và Pháp. Và khi mà hiểu biết về Phật Pháp thì dĩ nhiên là sẽ có cái lòng hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ. Cho nên những cái người cháu này đó, thì bây giờ đó ông bà qua đời hết rồi. Còn lại cái người cha, tức là cái người mà trốn đi xứ sở khác để mua sinh đó. Thì bây giờ những cái người cháu này nè ha, muốn có thể hiến lòng, thể hiện cái lòng hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ, cho nên đó là mới mời cha của mình về Sa-quất-thi để mà sinh sống với những cái người con này. Và khi người cha về thành Sa-quất-thi sinh sống với những người con này đó, thì những người con này đã cung thỉnh Phật rồi chư tăng đến để mà trai tăng tạo cái điều kiện duyên lành cho cha của mình đó, khởi lên thiện tâm, hay là cha của mình tạo nhân phước. Thì xin thưa với quý vị đó ha, khi mà Đức Phật cùng với chư tăng đến nhà lấy bát á, thì sau khi mà lấy bát xong đó, thì là thông thường ha, hoặc là Đức Phật ngài sẽ thuyết pháp cho nghe, hoặc là ngài chỉ định một vị sư nào đó, đó thuyết pháp cho nghe. Còn ngày nay thì chúng ta thấy đó là có khi chư tăng thuyết pháp rồi nữa nha, rồi cũng có thêm tụng kinh cầu an, rồi tụng kinh cầu siêu nữa. Thì thật sự ra những cái bài kinh cầu an hay là những cái bài kinh cầu siêu đó đó, thì là những cái bài pháp ngắn mà Đức Phật ngài đã thuyết đó. Do đó đó là mình có thể mường tượng hay hiểu ra đó là thời nay đó chư tăng làm cùng lúc tới hai lần thuyết pháp, tới hai lần. Còn thời đó đó thì chỉ một lần vậy thôi. Thì ngày đầu tiên đó, Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp cho cái ông lão này nè, bây giờ là ông lão rồi đó, nói riêng và tất cả những cái người con đó đó nói chung. Ngài thuyết đó là ngài nói với ông lão, ngài nói vậy nè: này ông Thiện Nam, nay ông tuổi cao rồi, xác thân đó nó đã chín mùi như chiếc lá vàng rồi, ông không có phước lành làm tư lương để qua thế giới bên kia, do đó đó ông hãy nương nhờ lấy mình để trở nên bậc hiền trí, đừng có làm kẻ ngu si nữa. Giáo hóa ông lão vậy xong, cái Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên một loạt bốn câu kệ, một loạt bốn câu kệ. Thì bốn câu kệ này đó hướng đến tam quả nè, rồi hướng đến đó là tứ quả. Nhưng mà xin thưa quý vị đó là ông lão này nè, do cái túc duyên đó, tức là cái ba la mật mà ông này đã tu từ đời xưa kiếp trước đó, hơi tương đối có thể nói là hơi ít. Thành ra đó là ông này đó, ông thuyết hai lần, bốn câu kệ vậy hai ngày, thì ông chứng đắc đến A La Hàm thôi, chứ ông không có chứng đắc đến A La Hán được. Thì bốn câu kệ đó, hôm nay chúng ta học câu kệ đầu, tức là câu kệ số 235. Câu kệ này Đức Thế Tôn ngài thuyết:
Pandupa la sowa danisi Yamapurisa picha te upatita Uyogamukhe chatitasi Pathayam picha te nauchati. Câu kệ này Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ: Người này giống lá úa, lá héo, diêm sứ đang chờ ngươi, ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Còn Ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là: Thân người chiếc lá úa tàn, hái đao diêm sứ hiện đang đón chờ, than ôi cái chết đến giờ, đường xa chẳng có dự hờ tư lương. Bây giờ có thêm một cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa. Thì đây là ba cái bản dịch để chúng ta hiểu cái câu kệ Đức Thế Tôn Ngài dạy. Rồi nhờ cái duyên sự gợi mở đó thì chúng ta sẽ hiểu rõ ràng hơn ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali mà Đức Phật Ngài dạy. Câu kệ này Đức Thế Tôn Ngài dạy lúc đó, đó là cho ông lão. Dạ, cho ông lão. Nhưng mà chúng ta hiểu trực tiếp là cho ông lão, và gián tiếp là cho những ai nghe được cái câu kệ này. Tại sao chúng tôi nói vậy ạ? Đức Thế Tôn Ngài dạy cho ông lão, khi đó đó ông lão đó đó ông già ông gần chết rồi. Thì thử hỏi bà con, chứ mình ở đây tức là ám chỉ cho bà con với chúng tôi đó, thì có ai sinh ra mà không có già không, rồi không có chết không? Không. Không ha. Thì thành thử ra đó là ngay lúc đó đó Đức Thế Tôn Ngài thuyết cho ông lão nó nghe. Nhưng mà bây giờ chúng ta nghe thì xem như đó là Đức Thế Tôn Ngài gián tiếp thuyết cho chúng ta nghe. Thuyết cho chúng ta nghe. Vậy thì Ngài thuyết, Ngài dạy cho chúng ta điều gì? Mình hiểu ra, mình biết ra này, ai ở trong cuộc đời này có sanh thì tất yếu dẫn đến có già, có bệnh, có chết. Quý vị cũng sẽ có thắc mắc nói rằng: sư nói vậy chứ chúng sinh ở các cõi trời đó người ta đâu có già có bệnh đâu. Nhưng mà xin thưa quý vị ha, ở đây đó Đức Thế Tôn Ngài thuyết cho ông lão ở cõi người. Và không hẳn ha, tất cả những người mà đang ở trên cái cõi trời đó đó, quá khứ họ không có ở cõi người, hoặc là tương lai họ không có trở lại cõi người. Cứ ở cõi người thì đều có bốn cái tướng trạng là sanh, lão, bệnh, tử. Mình có đi lên cõi trời đó, nhưng nếu mà chưa có thành tựu cứu cánh phạm hạnh đó thì mình cũng vẫn có cái nguy cơ bị rớt xuống như thường. Thì khi mà rớt xuống, lúc đó mình cũng sẽ phải bị sanh ra, bị già, bị bệnh, rồi bị chết. Do đó đó mình hiểu tổng quát đó, là cứ còn sanh ra thì tất yếu phải dẫn đến già, chết. Và một kiếp người đó là như vậy đó, xin thưa quý vị. Nhưng mà thử hỏi với bà con ha, chứ mình sống còn kiếp vậy thôi hay là mình sống nhiều kiếp? Mình biết mà mình luôn bây giờ nè, mình vẫn còn đang sống ở đây nè, thì tức có nghĩa là cái gì? Mình đã luân hồi rất là nhiều rồi. Khi hiểu điều này đó thì mình phải tin lời Đức Phật Ngài dạy. Thì mình tin lời Đức Phật Ngài dạy thì bắt đầu mình mới tin là có quá khứ, có vị lai. Quá khứ đó thì mình hiểu đó ha, biết bao nhiêu Đức Phật Ngài đã xuất hiện ở trên thế gian rồi. Điều đó có nghĩa là cái gì? Mình cũng đã xuất hiện rất 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 là nhiều lần rồi. Rất là nhiều lần rồi, và mình cũng đã trải qua cái quá trình là sanh ra, rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Bây giờ năm nay chúng tôi năm mấy tuổi rồi nè, là bước ngưỡng cửa già rồi nè, xin thưa quý vị, là chuẩn bị chuyển tới cái chỗ là ngưỡng cửa chết rồi nè. Thì cái câu kệ này đó có thể nó cũng hơi phù hợp với con người chúng tôi nè. Thì ở trong đây, ở trong room bà con chúng ta ở đây nè, ai mà tuổi cỡ chúng tôi hơn đó thì cái câu kệ này cũng tương thích nè. Nhưng mà người trẻ trẻ thì có thích hợp không, xin thứ gì? Cũng thích hợp ha. Dạ, cũng thích hợp à.
À, mình nhận ra, mình hiểu ra này ha, ai cũng vậy, cũng có cái quá trình ha, sanh ra rồi già rồi bệnh rồi chết đó đó. À, chết xong chưa hết đâu, mình đổi qua một cái kiếp sống mới. À, thì khi mà đổi qua một cái kiếp sống mới đó, mình dựa vô cái câu kệ này nè để mình có những cái chuẩn bị, có những cái chuẩn bị ngay bây giờ. À, thì khi mà chuyển sang một cái kiếp sống mới đó, mình cũng dễ thở hơn. À, còn giờ mà mình không có chuẩn bị đó, đổi sang cái kiếp sống mới đó, thì mình sẽ có vô vàn những cái khó khăn. À, đó là đối với tất cả hạng người, già cũng vậy, trẻ cũng vậy, trẻ cũng vậy. À, rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa chi tiết. Đoạn một ha, Đức Thế Tôn ngày dạy đó là Pan Rupa La Sù Quá Đà Lý Sĩ. Người này giống lạ heo. Đây là ngài diễn tả cái thực tế của ông lão đó. Lúc đó là ông gần chết rồi. Thì con người mà gần chết thì giống như một cái chiếc lá ở trên cành đó, mà nó úa tàn rồi, nó vàng rồi. Thì chỉ cần một cái ngọn gió nhẹ lướt qua cái thôi là nó rớt rồi. Hoặc là gì chút xíu nữa thôi là nó sẽ rớt rồi. Đây là ngài diễn tả thật. Ngài diễn tả thật. Thì già gần chết vậy rồi đó, cái bắt đầu là gì xin thú vị? Sẽ chết thôi. Cho nên câu thứ hai ngài mới dạy là Yamapurisa Picha Te Upatita. Ngươi đã đứng trước các cái diêm sứ, các diêm sứ hay là các thần chết đã chờ sẵn ngươi rồi đó. Tức có nghĩa là gì? Là ngươi chuẩn bị chết rồi đó, chuẩn bị chết, kết thúc kiếp sống, từ giả cái kiếp này để chuyển sang cái kiếp sống khác, kiếp sống khác. Rồi đến câu thứ ba ngài mới giải tiếp ra là Uyogamukhe cha Titasi, là ngươi đang đứng trước cái ngưỡng cửa chết. Ngài lặp lại tới mấy lần vậy luôn đó xin thú vị ha, từ già này ha, rồi cái bắt đầu mới đến là gì, thằng chết chờ sẵn nè, rồi cái đến là gì, đứng trước ngưỡng cửa chết. Điều đó có nghĩa đó là già rồi đến chết đó. Già đến chết. Thì cái ba cái câu kệ đầu này đó, chúng tôi nghĩ ai nhìn vô, ai đọc vô đó ha, thì cũng hiểu được ngài đang diễn tả ở cái giai đoạn này. Là già chết, mà lúc này gần chết rồi đó. Và chúng ta hiểu rộng ra đó thì là ai sanh ra ha, cũng vậy, cũng phải là lớn lên rồi, rồi già này, rồi bệnh nè, rồi đến chết. Già rồi đến chết. Nhưng mà vì đây đó là ông lão, cho nên là ngài chỉ dạy cái giai đoạn là già rồi chết thôi. Rồi quá trình sống đó đó ha, thì ngài mới dạy tiếp nè. A thay dầm bí cha tê nào quý cha tí. Nhưng mà tư lương của ngươi đó thì không có. Và tư lương của ngươi thì không có. Đó, chúng ta hiểu ha, nhấn hiểu sâu, hiểu rõ, hiểu rộng, hiểu cái điểm chính đó là ở cái chỗ này nè. Pa thay dâm, pa thay dâm, pa thay dâm nó quýt chặt tí. Pa thay dâm tê nó quýt chặt tí. Mình bỏ mấy cái từ xen xen vô đó đi. Là tư lương của ngươi đó không có. Vậy thì tư lương ở đây là xin thưa quý vị, tư lương là cái gì? Đây là vấn đề chúng ta cần phải mổ xẻ cho sâu và cho rộng. Tư lương định nghĩa là sao? Là cái mình mang theo để đi đến một nơi nào đó. Lúc nãy chiếc nghĩa từ vựng đó chúng tôi nói mình hiểu hiểu tổng quát đó, như người đời của mình đó, thì tư lương này mình có thể hiểu đó là tiền. Chúng ta có tiền đó thì là chúng ta có thể đi khắp thế giới, đi đến nơi nào mà chúng ta muốn. Giờ bà con ở bên Mỹ có tiền, cái chúng ta muốn về Việt Nam thì theo bà con là mình đi được không? Mình loại bỏ các cái yếu tố khác ha. Có người nói đó chưa chắc đâu sư ơi, còn tùy thuộc rất là nhiều điều kiện sức khỏe rồi này kia nọ nữa nè. Bây giờ chúng ta bỏ bỏ hết các cái điều kiện đó, cái chủ yếu đó là có tiền,
Đó, thì có tiền quý vị có thể về Việt Nam được không? Được. À, có tiền đi về Việt Nam được, có tiền đi qua Nhật được, có tiền đi qua Trung Quốc được, có tiền đi qua Ấn Độ được, có tiền đi qua Miến Điện được. À, thì đây là chúng ta đang nói với nhau ở cái cõi người của mình. À, thì tư lương xem như là tiền. À, nhưng mà tư lương ở đây nữa là mình hiểu là gì? À, xin thưa với quý vị đó, tiền đó đó ha, là cái quả của nhân phước. À, tiền đó là cái quả của nhân phước ha, thành ra cái tư lương ở đây mình hiểu ha, cho nó cụ thể lại đó là phước. À, nếu mà mình có phước đó, à, thì mình sẽ được sau khi thân bại mạng chung đó, quý vị, sau khi chết đó, à, mình sẽ được sanh lại ở bảy cõi vui dục giới. Bảy cõi vui dục giới tức là cõi người nè, và sáu cõi dục giới thiên. À, là cõi tứ thiên vương đao lợi dạ ma đâu xuất nè, quá lạc thiên thấu tự tại. Đó, mình mà có phước ha, là mình sẽ được ha, sanh trở lại sáu cõi vui dục giới này. Đó thì phước nào để mình được sanh trở lại sáu xin lỗi bảy cõi vui dục giới này? Xin thưa quý vị, đó là Punya Kriya Vathu, là thập phúc hành tông, hay là mười nhân phước. À, mười nhân phước đó là bố thí nè, tùy hỷ nè, hồi hướng, trì giới nè, cung kính nè, phục vụ nè, tu tiến nè. Tu tiến ở đây tức là tu thiền định và tu thiền quán ha, gọi chung là tu tiến. Tu tiến nè, thuyết pháp nè, thính pháp nè, cải chánh tri kiến. Với 10 cái nhân phước này mà mình làm một cách dễ dàng, mình có làm một cách dễ dàng, thì à, sau khi thân hoại mạng chung, mình được sanh trở lại bảy cõi dục giới thiên này. Và ở trong chú giải của Pháp Cú Kinh này nói rằng ha, 10 nhân phước này mà mình làm ít liên hệ đến tham chừng nào, thì trong bảy cõi vũ dục giới thiên này nè, mình sanh lên càng cao chừng đó. Đã càng cao chừng đó. À, tức có nghĩa là khi mà mình bố thí nè ha, à, cái mình không có chọn mặt gửi vàng. À, mình bố thí đó mình không có phân biệt. À, không có phân biệt rằng đây là trụ trì, đây là thượng tọa, đây là hòa thượng, đây là pháp sư. À, mà mình bố thí đó cứ hễ ông sư, người tu hành đó, thì mình đều bố thí cúng dường. Người tu hành là người ha, đang tu tập tuệ nè, đang tu tập giới nè, đang tu tập định nè. Mình hướng đến điều đó thôi, thì cứ hễ nè ha, người đầu cạo trọc nè ha, mình đắp y giống như Đức Phật vậy đó, thì là đệ tử của Đức Thế Tôn. Đệ tử của Đức Thế Tôn là Supatipanno nè, Uchupatipanno nè, Nyayapatipanno nè, Samechipatipanno, Phật Kawato Sa hoặc cả sang khu đó. Mình không có phân biệt. Nếu có phân biệt chăng ha, thì mình phân biệt à, giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn của cái vị này cao nhiều hay là thấp ít đó. Nếu có phân biệt là phân biệt theo cái hướng đó. À, thì với người đó ha, mà tạo 10 cái nhân phước này nè, không hoặc là ít, à, không hoặc là ít, dính giáp đến cái chuyện đó là phân biệt nè, rồi là chọn mặt gửi vàng vậy đó, thì là sanh lên cõi dục giới cao. Và đây là cái tư lương, cái loại tư lương đầu tiên. Ai mà có 10 nhân phước này à, thì sau khi thân hoại mạng chung, người đó sẽ đi đến 7 cõi vui dục giới. Còn nếu mà không có cái này thì sao xin thú gì? Bị đọa. Dạ, bị đọa. Là tư lương thứ nhất. À, tư lương này mình có cho xin thú gì? Mình làm dễ dàng không? À, nếu đối với 10 cái nhân phước này ha, mà tất cả chúng ta đó, à, nhân nào cũng vậy, mình làm thấy dễ lắm. À, không có khó khăn gì cả. Rồi nhân nào đó mình cũng đã có tạo hết á. À, thì điều đó có nghĩa là gì? Mình ha, đã có được một cái tư lương, à, để sau khi thân hoại mạng chung đó, à, mình sanh vào bảy cõi vui dục giới. Cái loại tư lương thứ hai
là các chi thiền. Cái tư lương đầu tiên ha, là đưa mình đi đến bảy cõi vô dục giới. Giống như nãy vô nhập đề chúng tôi nói, mình mà có tiền đó ha, thì nếu mà mình ở Việt Nam đó thì tiền này có thể đưa mình sang Mỹ nè ha, có thể đưa mình đi đến một cái nơi nào đó mà mình muốn, mình thích ha. Thì cũng vậy ha, mình mà có tạo 10 cái nhân phước này nè, thì là 10 nhân phước này nè sẽ dẫn mình đi đến bảy cõi vui dục giới. Cái loại tư lương thứ hai là chi thiền, các chi thiền. Các chi thiền đó thì có, mình nói gọn là có mấy sinh thú gì? Có năm: tâm, tứ, hỷ, lạc, định. Tâm, tứ, hỷ, lạc, định. Thì để đạt được này, để thành tựu được năm chi thiền này, buộc lòng mình phải gì ạ? Ly dục, ly các ác bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, nội tịnh nhất tâm. Tức là mình phải mình phải hạ thủ công phu tu tập cái tâm của mình đó nhiều hơn một tí, để mình có thể đó là ly bỏ được các dục. Tức là mình không còn thích thú nữa, đam mê trong cái thấy, thích thú đam mê trong cái nghe, thích thú đam mê trong cái ngửi, thích thú đam mê trong cái nếm, thích thú đam mê trong cái xúc chạm. Lý dục là vậy đó. Thì lúc đó đó, cái tâm của mình mới đạt đến cái chỗ đó là nội tỉnh nhất tâm. Lý dục đây là cái với thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do lý dục sinh, có tầm có tứ, nội tỉnh nhất tâm, là đạt đến định vậy đó. Đó thì cái đó là mình mới đạt được có hai chi đó. Rồi có bắt đầu cái từ từ ha, thấy tầm tứ nó còn thô nè, thì quá trình đó tâm của mình gắn kết trong các cái đề mục như là xanh, vàng, trắng, đỏ, hay là tầm tứ, hay là từ bi hỷ, hoặc là các cái đề mục liên quan tới tử thi hay là hơi thở đó, tâm của mình gắn kết chặt chẽ sâu sắc trong các cái đề mục đó, khiến cho mình thấy rằng còn tầm, tức là còn tầm tìm kiếm đến đề mục đó, còn tứ tức là còn gắn chặt vào cái đề mục đó, nó cũng còn thô. Cái từ bỏ cái đó, cái bắt đầu mình dần dần cái mình mới thành tựu lên các cái chi thiền tiếp theo, thành tựu được chi hí nữa, thành tựu được chi lạc nữa, thành tựu được chi định. Thì thành tựu được các cái chi thiền này nè, đây là tư lương, loại tư lương thứ hai. Khi mình có được cái tư lương này thì sau khi thân hoại mạng chung, tư lương này sẽ dẫn mình về 20 cõi thiền, là 16 cõi thiền sắc giới và 4 cõi thiền vô sắc giới. Đó, cái tư lương này đó dẫn mình về 20 cõi đó. Thì tư lương này, loại tư lương này chúng tôi chưa có sinh thú gì, cũng cố gắng lắm mà chưa có được cái loại tư lương này. Rồi đến là tư lương thứ ba. Tư lương thứ ba là bát thánh đạo, hay nói cụ thể hơn là bát chi đạo hợp trong tâm đạo. Vậy thì bát chi đạo đó là gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Tám chánh này hợp ở trong bát chi đạo. Đây là loại tư lương thứ ba. Tư lương này nè, dẫn mình, đưa mình đến Niết Bàn. Dạ, vậy là có ba nơi ha, có ba nơi để đến, là có ba loại tư lương đưa mình đến ba nơi. Tùy thuộc vào cái căn cơ cá tính trình độ của mình để mình có thể tạo dựng được cái loại tư lương nào. Mình có cái loại tư lương nào thì cái tư lương đó nó sẽ dẫn mình về một cái nơi tương ứng. Thì đối với cái ông già, ông lão này nè, xin thưa quý vị, theo quý vị ha, cái lúc mà ông mẹ của ông đó ha, thấy cha của ông trổ cái quả khổ khiếp đảm quá vậy đó, kêu con thôi con bỏ chạy đi đến xứ sở khác đó, học nghề để mưu sinh đó,
Rồi từ đó đổ về sau thì thử hỏi bà con chứ ông này, ông lão này ông có tạo dựng được cái tư lương nào không? Có hay sư tu gì hết? Có. Ở đây chúng tôi đang hỏi, đang nói cái đời sống hiện tại thôi. Chứ còn không có nói các cái đời sống quá khứ. Dĩ nhiên các cái đời sống quá khứ thì là làm sao mà mình biết được. Quá khứ đó thì là không biết bao nhiêu đời. Và trong những cái đời đời đó đó thì là người ta có tạo thiện nè, mà cũng có tạo bất thiện. Và cái chuyện mà tạo thiện nhiều hay là bất thiện nhiều thì là mình không biết được đâu. Mình không có cái túc mạng minh đó. Đó thì mình không có túc mạng minh, rồi là thiên nhãn minh đó thì là mình không biết được. Nhưng mà ở đây chúng tôi đang ám chỉ, đang nói đến cái đời sống hiện tại thôi. Thì theo bà con chứ ông lão đó có tạo ra được tứ lương không? Dạ xin thưa có nha, xin thưa quý vị. Hiếu thuận bậc sanh thành, chăm sóc vợ và con, sống bằng nghề vô tội là phúc lành cao thượng. Hiếu thuận bậc sanh thành thì theo quý vị đó có phải là tư lương không? Chăm sóc vợ và con đó có phải là tư lương không? Ai cúng dường đền tháp, năng phụng dưỡng mẹ cha, hậu đãi bậc huynh trưởng hay khách khứa láng giềng, khéo cất cháu như vậy không ai chiếm đoạt được. Thì là cúng dường đền tháp nè, phụng dưỡng mẹ cha nè, năng phụng dưỡng mẹ cha, hậu đãi các cái huynh trưởng rồi đó, thì đó có phải là tư lương không? Xin thưa quý vị, điều là tư lương hết á. Dạ tư lương hết á. Thì tư lương ở đây đó mình hiểu là nhân phước đó. Nhưng mà cái nhân phước này đó mình hiểu nó có hai nha. Một là cái nhân phước đó liên hệ đến chùa chiền, đến tam bảo. Thứ hai là cái nhân phước nó không có liên hệ đến chùa chiền, không có liên hệ đến tam bảo. Mình sống ở trong nhà ha, mình hiếu thuận cha mẹ nè, rồi là cái gì mình nuôi chồng nuôi vợ nè, nuôi con cái nè, bà con đó, thì mình cũng đều là tạo cái nhân phước hết đó sư thưa quý vị. Nhưng mà cái nhân phước đó đó khiến cho mình quẩn quanh, khiến cho mình quẩn quanh ở trong gia đình, khiến cho mình quẩn quanh ở trong ông bà, rồi là cha mẹ, rồi là vợ chồng, rồi là con cái thôi, bạn bè thôi. Chứ còn đó không có khiến cho mình được thân cận với chùa chiền, được thân cận với người tu hành, được thân cận với Phật. Thành thử ra là gì? Mình phải tạo cái nhân phước mà nó liên hệ đến chùa chiền, liên hệ đến người tu hành, liên hệ đến Phật. Đó thì lúc đó đó ha, mình mới tạo ra được một cái nhân là có sự gần gũi, có sự thân cận đối với chùa chiền, đối với Phật, đối với tăng. Đối với tăng, ông lão này ngay trong cái kiếp này nè, ông không có cái nhân này, mà ông chỉ có cái nhân đó là phước mà liên hệ đến gia đình con cái rồi thôi. Nhưng mà may thay đó, một là ổng có những người con chánh kiến, cho nên đó là gì, hỗ trợ tế độ ổng kiếp đó được diện kiến Đức Phật thánh chúng. Và dĩ nhiên ha, được diện kiến Đức Phật, được diện kiến thánh chúng nè, thì con của ổng chỉ là điều kiện thôi xin thưa quý vị. Nếu đời xưa kiếp trước ha, bản thân của ông lão nè mà không có tạo các cái nhân phước liên hệ đến chùa chiền, liên hệ đến người tu hành, liên hệ đến Phật, thì đời này kiếp này ổng không có gặp được đâu. Chúng ta phải nhận ra, phải hiểu ra cho được cái điều này. Từ cái chỗ đó đó mà tại làm sao ha, chúng ta thấy ở trong chú giải mới nói đó là ở trong chú giải mà liên quan đến ngài Mục Kiền Liên đó. Mới nói là gì? Mình mà tạo nhân phước này không có liên quan đến chùa chiền, thì khi mà sanh lên làm chư thiên đó, hào quang luôn mờ đi, cái quay lực đó nó ít lại. Còn mình mà tạo nhân phước liên quan đến chùa chiền, chùa chiền ở đây tức là có là tam bảo đó, tức là liên quan tới Phật, liên quan tới Pháp, liên quan tới Tăng đó, thì khi sanh lên làm chư thiên đó, hào quang cũng sáng hơn, cái quy lực nó cũng to hơn, quy lực to hơn. Đó thì mình hiểu vậy ha. Rồi bắt đầu là gì? Ước muốn, mong muốn của mình đời sau kiếp khác mình sẽ đi về đâu? Đó thì lúc đó đó mình tạo cái tư lương từ ngực,
Dạ, tương đương tương đương. À, và mình xác định ha. À, giờ nè thấy sao mình tham còn nhiều quá, à, sân cũng còn nhiều quá, à, si mê cũng còn nhiều quá, thì thôi mình cố gắng tạo tư lương để sanh về bảy cõi vô dục giới thôi. Thì từ cái chỗ đó ha, mà mình tạo tư lương sanh về bảy cõi vô dục giới đó ha, cái có thể nó là cái tiền đề đó, cái để đời sau kiếp khác đó, mình có thể đó là tạo được các loại tư lương khác, như là các cái chi thiên hoặc là các chi đạo. Thì xin thưa, đời này nè, ngay bây giờ nè, mình nên tạo 10 cái nhân phước này mà có liên quan liên hệ đến chùa chiền, tức là có liên quan liên hệ đến tam bảo đó. Thì dầu cho mình sanh ra ở trong bảy cõi, mình vẫn còn hay còn luân hồi ở trong bảy cõi vũ trụ giới này đi nữa đó, thì cái cơ hội để mà mình được gần gũi với chùa chiền đó, tức là gần gũi với tam bảo đó, nó cũng nhiều hơn. Và khi mà mình gần gũi với tam bảo thì bây giờ là tam bảo là đối tượng thù thắng để mình lại tiếp tục tạo những cái tư lương này đó, rồi tiền đề đó để mình có thể tạo được các cái tư lương khác cao hơn. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa mà chúng tôi hiểu được qua cái câu kệ pháp cú số 235 này, xin được trình bày đến với room của chúng ta là như vậy. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa ở trong Phật pháp. Phước báo của thời giảng pháp này xin được chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, những ai có thể